Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đã đến với chương trình Reaction News ngày hôm nay. Thì như các bạn đã đang thấy ở trên hình ảnh, đây là rất nhiều hình ảnh về chiến tranh ở Ukraine. Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Thì đặt ra một câu hỏi rằng là tương lai nào cho nền kinh tế của Nga và Ukraine? Thì nhiều bài báo đã tổng hợp lại, thì đã tổng hợp lại và nhận định rằng là cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã bước sang tuần thứ 8. Nhưng cục diện chiến sự vẫn còn rất mịt mờ. Mình sẽ cho các bạn thấy đây là hình ảnh ngày thứ 58 cuộc chiến của Nga và Ukraine. Hai bên thì vẫn duy trì chiến lược vừa đánh vừa đàm và vẫn chưa thể đi tới thống nhất về một giải pháp hòa bình. Điều đó dẫn đến nền kinh tế của hai quốc gia này bị ảnh hưởng rất nặng nề. Trong bài phát biểu trước Duma quốc gia Nga tuần trước, thì Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thừa nhận nước này đang phải đối mặt với tình hình khó khăn nhất trong 30 năm qua do các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh áp đặt cấm vận với Moscow với ba mũi chính. Mũi trừng phạt đầu tiên là loại Nga khỏi các hệ thống quốc tế, mà điển hình là việc chặn kết nối của một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản cũng phong tỏa hơn một nửa trong số 630 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối của Nga, khiến Moscow có ít nơi an toàn để biến nguồn thu từ dầu và khí đốt thành đô la và rúp. Mũi trừng phạt thứ hai là cắt đứt quan hệ với một số doanh nghiệp và ngành công nghiệp của Nga. Hồi tháng 3, Hoa Kỳ tuyên bố cấm mọi hoạt động nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga và Hoa Kỳ. Động thái này ảnh hưởng đến nhập khẩu dầu, khí đốt tự nhiên hóa lỏng và than của Nga. Vài ngày sau, Hoa Kỳ cũng cấm nhập khẩu thủy sản, rượu, vodka và kim cương của Nga. Nói qua Hoa Kỳ, Anh tuyên bố từ giờ tới cuối năm sẽ chấm dứt nhập khẩu dầu từ Nga. Đức trong khi đó khẳng định nước này sẽ cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ xứ sở Bạch Dương. Các mặt hàng xuất khẩu cao cấp sang Nga, bao gồm đồng hồ, ô tô và rượu cao cấp cũng nằm trong danh sách cấm của Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu. Nhà Trắng ước tính các mặt hàng xuất khẩu này có thể mang về cho Nga 550 triệu đô la Mỹ một năm. Đây là hướng trừng phạt thứ hai. Hướng trừng phạt thứ ba là nhắm vào giới tinh hoa của Nga thông qua các biện pháp trừng phạt cá nhân. Phương Tây đưa hàng loạt các tài phiệt tỷ phú được cho là có quan hệ mật thiết với Tổng thống Putin vào danh sách trừng phạt. Hoa Kỳ, Anh, EU và Canada đóng băng tài sản của các tỷ phú Nga, cấm họ tiến hành các hoạt động kinh doanh tại nước mình. Thì những lệnh trừng phạt toàn diện của phương Tây này đã gây ra những tác động lớn đối với kinh tế Nga. Theo số liệu mới được công bố, tỷ lệ lạm phát của Nga hiện đã tăng lên mức cao nhất trong hai thập kỷ qua, do đồng rúp mất giá khiến giá của nhiều mặt hàng tăng vọt. Theo Bộ Kinh tế Nga, tính đến ngày 15 tháng 4, lạm phát năm của nước này đã lên đến mức 17,62%, cao nhất kể từ đầu năm 2022. Giá cả hầu hết các mặt hàng từ rau quả, đường cho đến quần áo và điện thoại thông minh đều tăng mạnh trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, thì dữ liệu của Cục Thống kê Liên bang Nga cho thấy lạm phát tuần ở Nga đã chậm lại, giúp Ngân hàng Trung ương Nga có lý do để xem xét cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ban lãnh đạo vào ngày 29 tháng 4 tới. Trong khi đó, thì Ngân hàng Quốc tế World Bank ước tính kinh tế Ukraine sụt giảm gần một nửa do chiến sự. Theo World Bank, kinh tế Ukraine được dự báo giảm khoảng 45,1% trong năm nay. Mức độ suy giảm thực tế sẽ phụ thuộc vào tình hình chiến sự kéo dài bao lâu và khốc liệt đến mức nào. Truyền thông Ukraine hồi đầu tháng 4 dẫn số liệu của Bộ Kinh tế Ukraine cho biết tổng thiệt hại trực tiếp đối với Kiev đến nay do cuộc khủng hoảng xung đột với Nga lên tới 565 tỷ đô la Mỹ. Theo tính toán của Bộ Kinh tế Ukraine, thiệt hại trong năm nay đối với GDP của nước này sẽ lên tới ít nhất 112 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 55% so với năm ngoái. Chính phủ Ukraine nhiều khả năng cũng sẽ mất đi 48 tỷ đô la Mỹ doanh thu từ thuế hoặc gần như tất cả những gì họ mong đợi sẽ thu được trong năm nay. Trong khi đó, 54 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã không thể đến được Ukraine từ khi xung đột với Nga nổ ra. Trong tuyên bố hôm 18 tháng 4, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine cho biết chiến dịch đặc biệt của Nga đã làm hư hỏng hay phá hủy 30% cơ sở hạ tầng của Ukraine với thiệt hại lên đến 100 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, hơn 300 cây cầu trên các tuyến đường ở Ukraine bị phá hủy hoặc hư hại, hơn 8.000 km đường bộ cần phải được sửa chữa hoặc tái xây dựng, hàng chục cây cầu đường sắt bị tàn phá.
cơ sở hạ tầng hy vọng các nước phương Tây sẽ hỗ trợ công cuộc tái xây dựng chung của Ukraine với kinh phí có thể được lấy từ nhiều nguồn, và cả nguồn đầu tiên là những tài sản của Nga đang bị đóng băng ở gần như tất cả các nước lớn. Các chuyên gia đánh giá thì tương lai kinh tế của cả Ukraine và Nga vẫn còn rất mơ hồ trong bối cảnh thời điểm kết thúc xung đột Nga-Ukraine hiện vẫn là một dấu chấm hỏi. Chưa kể Nga mới đây tuyên bố bắt đầu giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nếu chiến sự tiếp diễn, hệ thống hạ tầng của Ukraine sẽ phải chịu thêm các thiệt hại. Trong khi kinh tế Nga nhiều khả năng sẽ lún vào suy thoái do phương Tây siết chặt các lệnh trừng phạt vốn đã rất khắc nghiệt. Đó là một số thông tin tổng hợp về tương lai của nền kinh tế Nga. Trong khi đó thì một số báo đưa tin về mục tiêu của Nga ở Donbass thì có nhận định rằng Nga trong ngày 22 tháng 4 tuyên bố muốn kiểm soát toàn bộ miền đông và nam Ukraine, một khu vực rộng lớn hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu mà nước này đưa ra hồi đầu chiến dịch. Interfax và các hãng thông tấn nhà nước của Nga ngày 22 tháng 4 dẫn lời ông Rustam Minekayev, phó chỉ huy quân khu trung tâm của Nga, nói rằng Moscow đặt mục tiêu kiểm soát toàn bộ miền đông và miền nam Ukraine. Khu vực này rộng lớn hơn rất nhiều so với những tuyên bố trước đó của Điện Kremlin rằng họ muốn giải phóng Donbass, khu vực mà quân đội ly khai thân Nga kiểm soát một phần. Mục tiêu này nằm trong cái mà phía Nga gọi là giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự đặc biệt. Và rất xa so với các vùng lãnh thổ mà Nga và quân đội thân Nga đã kiểm soát hiện tại, vươn tới các thành phố lớn của Ukraine là Mykolaiv và Odessa. Thông tin này cùng với việc Nga tiếp tục gia tăng hoạt động tại hàng loạt chiến tuyến đang ngày càng cho thấy sự thiếu nhất quán trong chính những tuyên bố của họ, cũng như các hành động ngày càng xa hơn so với mục tiêu ban đầu mà họ đưa ra với thế giới. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã gia tăng tấn công dọc toàn bộ chiến tuyến ở phía đông đất nước và đang cố gắng tổ chức một cuộc tấn công ở khu vực Kharkiv, phía bắc Donbass. Tại thành phố Kharkiv, đạn pháo của Nga đã bắn trúng chợ chính Barabasova. Dịch vụ cứu thương cho biết có thương vong nhưng vẫn chưa rõ thông tin chi tiết. Một hội trường đám cưới và một tòa nhà dân cư cũng bị tấn công. Trước đó, trong ngày 21 tháng 4, Nga tuyên bố đã giành chiến thắng trong trận giao tranh lớn nhất ở mặt trận Mariupol, cảng chính chiến lược nối Donbass với bán đảo Crimea được sáp nhập vào Nga năm 2014. Điện Kremlin cho biết họ quyết định sẽ không tìm cách tiêu diệt hàng nghìn quân Ukraine vẫn đang ẩn náu trong khu vực của nhà máy thép Azovstal, chiếm phần lớn trung tâm thành phố. Washington bác bỏ tuyên bố của Điện Kremlin, đồng thời không tin tưởng vào lời nói của Nga. Hành động hơn lời nói, tôi nghĩ chúng ta phải theo dõi và xem người Nga thực sự sẽ làm gì ở đây. Chúng tôi vẫn đánh giá rằng hai bên đang tranh giành quyền kiểm soát Mariupol và thành phố này chưa hoàn toàn bị Nga chiếm đóng, vẫn còn một lực lượng kháng chiến Ukraine đang hoạt động. Người phát ngôn Lầu Đóng Góc John Kirby cho biết. Trong khi đó, thì phía Ukraine tin rằng Moscow quyết định không tấn công pháo đài Azovstal là bằng chứng cho thấy Nga thiếu lực lượng để đánh bại quân đội phòng thủ Ukraine. Tình báo quân đội Anh cũng báo cáo về cuộc giao tranh ác liệt ở phía đông khi Nga cố gắng tiến quân đến khu vực định cư. Nga cũng được tin là đã phải chịu nhiều tổn thất và đang gửi thiết bị về nước để sửa chữa. Việc từ bỏ nỗ lực tiêu diệt quân phòng thủ cuối cùng của Ukraine ở Mariupol cũng được cho là sẽ giúp Moscow tập trung lực lượng càng nhiều vào nhiệm vụ lớn hơn, một cuộc tấn công từ nhiều hướng vào các thị trấn Kamastok và Sloviansk nhằm cắt đứt lực lượng quân sự chính của Ukraine ở miền đông. Ông Minakiev cũng mô tả một mục tiêu rộng lớn hơn của quân đội Nga là liên kết với Chernivtsi, một phần ly khai do Nga kiểm soát ở Moldova, nằm ở biên giới phía tây nam của Ukraine. Ta sẽ mình sẽ cho các bạn tiếp tục xem những ngày trước đây.
Thì chúng ta đang quay trở lại nói với việc Nga muốn kiểm soát khu vực Chernivtsi, một phần ly khai do Nga kiểm soát ở Moldova, nằm ở biên giới phía nam của Ukraine. Thì Kiev lo sợ khu vực này có thể được sử dụng như vùng đệm để mở các cuộc tấn công mới vào thủ đô. Trước giao tranh căng thẳng ở Donbass, Mỹ ngày 21 tháng 4 thông báo gói viện trợ quân sự mới trị giá 800 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm pháo hạng nặng và drone cảm tử Ghost Phoenix mới. Masa, một công ty vệ tinh thương mại, ngày 22 tháng 4 công bố hình ảnh vệ tinh về một khu vực ở ngoại ô Mariupol. Mình sẽ cho các bạn xem hình ảnh Mariupol. Đây là một số hình ảnh về Mariupol. Hội đồng thành phố Mariupol tuyên bố khu mộ có thể chứa tới 9.000 thi thể của dân thường, vì họ vừa đào được một ở ngoại ô Mariupol, một bị nghi là mộ tập thể, nhưng chưa xác định được đây có phải mộ tập thể hay không. Ukraine ước tính hàng chục nghìn dân thường đã chết tại Mariupol trong gần 2 tháng Nga bắn phá và bao vây. Liên Hợp Quốc và Hội chữ thập đỏ nói rằng họ chưa thể biết chính xác con số, nhưng ước tính đã có ít nhất hàng nghìn dân thường thiệt mạng. Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường và nói rằng họ đã giải phóng thành phố khỏi những người theo chủ nghĩa dân tộc. Sự tàn phá của Mariupol. Kiev cho biết thì 100.000 dân thường vẫn ở trong thành phố và cần sơ tán toàn bộ. Tại một số khu vực do Nga kiểm soát thì hầu như không có tiếng súng trong ngày 22 tháng 4. Một số người dân mạo hiểm lang thang trên các con đường với những tòa chung cư cháy đen và xe cộ nát bươm nằm rải rác. Vài người mang theo hành lý xách tay và đồ gia dụng. Các tình nguyện viên mặc đồ bảo hộ trắng và đeo khẩu trang đã đi khắp khu vực để thu thập thi thể từ bên trong các căn hộ và chất lên xe tải được đánh dấu bằng chữ Z. Tại Zaporizhia, 79 cư dân từ Mariupol đã đến cho đoàn xe khách đầu tiên được Nga cho phép rời đi. Kiev cho biết không có kế hoạch sơ tán mới nào vào ngày 22 tháng 4, trong khi Moscow nói rằng họ đã đưa 140.000 cư dân Mariupol đến Nga. Giới chức Ukraine tin rằng thì những người này đã được đưa đi bằng vũ lực. Thị trưởng Mariupol, người không ở bên trong thành phố, cho biết: "Chúng tôi chỉ cần một điều duy nhất, đó là sơ tán toàn bộ dân cư. Khoảng 100 người vẫn còn ở lại Mariupol, 100.000 người vẫn còn ở lại Mariupol." Trong khi đó thì báo tin tức của Thông tấn xã đưa một tin rằng là Ukraine thảo luận về đảm bảo an ninh với các đối tác. Thì ngày 24, cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, cho biết Kiev sẽ hoàn tất quá trình thảo luận về bảo đảm an ninh với các nước đối tác trong vòng 1 tuần. Theo ông Podolyak, hiện tại có rất nhiều vấn đề quan trọng với Ukraine, từ việc cung cấp vũ khí, đóng cửa không phận, tham vấn quân sự đến các biện pháp đẩy nhanh mua sắm vũ khí. Tuy nhiên, tất cả những vấn đề này, theo ông Podolyak, hoàn toàn có thể được hoàn tất chỉ trong 1 tuần. Trước đó, trong phát biểu hôm 16 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hiện đã có Anh, Mỹ, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sẵn sàng thiết lập hệ thống bảo trợ an ninh cho Kiev. Ngoài ra, cố vấn của lãnh đạo các nước Đức, Pháp, Ba Lan và Israel cũng thể hiện sẵn sàng thảo luận về danh sách bảo đảm an ninh cho Ukraine. Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Kiev cho biết đã đề xuất xây dựng một điều ước quốc tế và bảo trợ an ninh khi tiến hành hội đàm trực tiếp với phái đoàn Moscow ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29 tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, hiện chưa rõ nội dung chi tiết của đề xuất này. Trong một diễn biến liên quan, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 22 tháng 4 cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal ở thủ đô Washington DC để bàn về việc hỗ trợ Ukraine cũng như gia tăng trừng phạt Nga. Tại cuộc gặp, ông Blinken đã rà soát lại những hỗ trợ an ninh, nhân đạo và kinh tế cho Ukraine, cũng như đánh giá về tác động của các lệnh trừng phạt đối với Moscow. Ngoài ra, thì hai bên đã thảo luận về những nhu cầu cấp thiết nhất đối với Ukraine trong lúc này và các biện pháp mà Washington có thể hỗ trợ thêm cho Kiev. Trong khi đó, thì cũng trong phát biểu đưa ra hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định
Moscow chưa tiến hành đàm phán với bất cứ bên nào về việc bảo trợ an ninh cho Kiev. Thậm chí ông Lavrov còn nói rằng các cuộc đàm phán với Ukraine đã đình trệ do những phản ứng chậm chạp từ phía Ukraine. Theo lời người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, Moscow sẽ không chấp nhận bất cứ tố hậu thế nào từ Kiev về các cuộc đàm phán giữa hai bên, ám chỉ cảnh báo trước đó của Tổng thống Zelensky về việc Kiev sẽ ngừng đàm phán nếu các lực lượng quân sự Nga đánh bật các tay súng Ukraine khỏi thành phố cảng chiến lược Mariupol. Theo các thông tin thì hiện thành phố này đã gần như thuộc quyền kiểm soát của lực lượng Nga, ngoại trừ nhà máy thép Azovstal, nơi các binh sĩ cuối cùng của Ukraine tại thành phố này đang ẩn náu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẵn sàng ngừng bắn tại nhà máy Azovstal nếu các binh sĩ Ukraine tại đây hạ vũ khí. Chúng ta sẽ chuyển qua một thông tin khác liên quan đến vũ khí của Mỹ. Mình đã đăng một số hình ảnh để cho các bạn xem. Các bạn chờ mình một chút nhé.
Ok. Số hình ảnh F22 của Mỹ ở Hàn Quốc thì liên quan đến bài báo của chúng ta này là việc là không quân Mỹ muốn cho về vườn hơn 1.400 máy bay của báo Quân đội Nhân dân. Tạp chí Popular Marketing dẫn lời thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa Deb Fischer cho biết, tại một phiên điều trần về đề xuất ngân sách trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ tuần mới đây, không quân Mỹ muốn cho về vườn 1.468 máy bay trong vòng 5 năm tới, trong khi chỉ mua thêm 467 chiếc. Điều này đồng nghĩa trong việc 5 năm tới, số lượng máy bay của không quân Mỹ sẽ giảm 1.001 chiếc, còn 4.500 chiếc so với con số 5.501 chiếc như hiện nay. Theo người nghị sĩ Fisher, không quân Mỹ có kế hoạch cho nghỉ hưu 369 máy bay chỉ riêng trong tài khoá 2023. Số lượng này có phần khác so với những gì mà lực lượng này từng công bố trước đó là sẽ loại biên tổng cộng 250 máy bay trong tài khoá 2023, trong đó cho về vườn 150 máy bay và chuyển giao 100 máy bay không người lái MQ-9 Reaper cho một cơ quan khác của chính phủ Mỹ. Không quân Mỹ thì từ chối bình luận về con số chênh lệch 119 máy bay mà thượng nghị sĩ Fisher đưa ra. Tuy nhiên, tờ Air Force Magazine lưu ý, con số cắt giảm 1.001 máy bay trong 5 năm tới, tức khoảng 200 chiếc trên một năm, mà thượng nghị sĩ Fisher đề cập là phù hợp với những nỗ lực trước đây của không quân Mỹ trong việc cắt giảm số lượng máy bay của lực lượng này. Tạp chí Popular Mechanics cho biết, trong tài khoá 2023, không quân Mỹ có kế hoạch cho về vườn 21 máy bay cường kích A-10 Thunderbolt và thay thế bằng các máy bay tiêm kích F-16 với số lượng tương đương, đồng thời loại biên 33 máy bay tiêm kích F-22 Raptor không còn khả năng chiến đấu nữa. Giữ lại 123 chiếc F-22 Raptor còn khả năng chiến đấu và 31 chiếc F-22 Raptor chỉ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện. Số lượng cắt giảm còn lại rơi vào các máy bay vận tải, máy bay tiếp nhiên liệu, 100 chiếc MQ-9 Reaper như đã đề cập ở trên. Không quân Mỹ được cho là một trong những lực lượng đang sở hữu những máy bay chiến đấu dạng cỗ nhất trên thế giới. The Air Force Magazine cho biết, thời gian phục vụ trung bình của các máy bay chiến đấu trong không quân Mỹ là 29,1 năm. Trong khi đó, tuổi thọ phục vụ trung bình của các máy bay chiến đấu không quân, hải quân và lục quân Mỹ lần lượt là 14,4 năm và 15,3 năm. Trong không quân Australia là 8,9 năm và không quân Anh là 16,5 năm. Trang mạng Defense News chỉ ra rằng khoảng 50% số máy bay của không quân Mỹ hiện nay được đưa vào sử dụng từ thập niên 1980, thậm chí là từ đầu năm 1900, từ đầu thập niên 1960. Đây là một số hình ảnh của tập trận Mỹ và Hàn Quốc. Theo tạp chí Popular Mechanics thì một số máy bay như máy bay ném bom B-1B Lancer có thời gian phục vụ trung bình trong không quân Mỹ là 34,1 năm. Máy bay tiêm kích F-15C là 37,69 năm. Thậm chí máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 Stratotanker là 60,35 năm. Tạp chí Popular Mechanics nhấn mạnh 60,35 năm là khoảng những năm 50 các bạn. Lâu phết đấy. 50, 70. Tiếp tục nhé, chúng ta đọc tiếp bài báo này nhé. Tạp chí Popular Mechanics nhấn mạnh thì ngày càng trở nên khó khăn và tốn kém để duy trì những máy bay già cỗi này và không quân Mỹ chỉ muốn loại bỏ chúng để dành tiền mua các loại máy bay mới. Vấn đề tuổi thọ phục vụ của các máy bay trong không quân Mỹ một phần là do tình trạng nghỉ mua sắm và khi chiến tranh lạnh kết thúc và chú trọng vào các cuộc chiến trên bộ giai đoạn hậu 11 tháng 9 sẽ về ngân sách cùng sự chậm trễ trong nghiên cứu phát triển một số loại máy bay mới đưa vào biên chế. Trong điều kiện lý tưởng thì không quân Mỹ sẽ dừng việc cắt giảm trong tương lai một khi các loại máy bay như máy bay tiêm kích thuộc chương trình chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo. NCAP, máy bay ném bom B-21 Raider và máy bay tiêm kích F-35 được mua sắm với số lượng lớn. Một khả năng khác là sắm thêm nhiều máy bay chiến đấu không người lái có giá thành rẻ hơn. Trên thực tế, tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã khẳng định cần phải loại biên những máy bay không thể sống sót nếu xảy ra giao tranh, đồng thời chuyển số ngân sách dùng để duy trì chúng sang những loại máy bay có thể đóng vai trò quyết định trong tương lai.
Phát biểu với báo giới vừa qua, Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall cho biết lực lượng này đã phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về việc cắt giảm các máy bay được xem là di sản để có nguồn lực phục vụ cho chương trình hiện đại hóa nhằm đối phó với một môi trường đe dọa đang thay đổi. Trong khi đó, theo Đại tướng Charles Quinn Brown, tham mưu trưởng Không quân Mỹ, số lượng đơn thuần không nói lên được toàn bộ câu chuyện và lực lượng này cần chuyển sang các loại máy bay bảo đảm sẽ giành chiến thắng trong tương lai. Xét tới các mối đe dọa thì năng lực chúng ta có hiện nay không phải là thứ chúng ta sẽ cần trong tương lai. Nếu bạn cứ bám vào tất cả năng lực chúng ta có hiện nay, bạn sẽ không trở nên tốt hơn trong tương lai. The Fox Magazine dẫn lời tham mưu trưởng Không quân Mỹ cho biết. Đó là tất cả những gì tôi muốn đưa đến các bạn ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tuần tới.